Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2019, em vừa về lô hàng mới, tổng cộng vào khoảng 13 chiếc, 14 chiếc. Đây là toàn bộ những mặt hàng đang có tại cửa hàng. Đây là hàng đã sơn lại các bác nhé, đã sơn lại trắng tinh, sơn rất đẹp, sơn bằng công nghệ ô tô, chứ không phải là nhựa zin đâu nhá, nhựa zin nó sẽ xịn như này này. Đấy, đây toàn bộ là hàng đã sơn lại, có các hãng đầy đủ, các hãng Corona này. Đây là hai con Corona có hai chiều nóng lạnh, nhưng hai con này là không có té nước lên dàn. Đây cũng là Corona một chiều 7.000 BTU. Còn đây là hãng Haier này thì có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ trên máy, đây có nút tăng giảm nhiệt độ trên máy. Đây cũng là một con Corona rất là to, con này chắc công suất nó vào khoảng 9.000 BTU, to hơn hẳn những con bên cạnh luôn, máy to. Còn con này thì một con hàng rất là hiếm, con này có bạc rồi, khử khuẩn này. Con này là một con máy rất hiếm, chạy rất êm luôn, hiếm nhất trong tất cả các dòng mà sản xuất nguyên chiếc tại Nhật Bản luôn, Made in Japan. Còn đây là một con của nhãn hiệu Koromi. Đây là toàn bộ số lượng hàng trên ngày hôm nay các bác nhé. Các bác lưu ý đây là máy 7.000 BTU, công suất 7.000 BTU. Đây là điều hòa một cục nội địa Nhật Bản sử dụng điện 100V, công suất 7.000 BTU. Nhiều bác gọi điện và hỏi cách sử dụng của nó như thế nào thì hôm nay tôi cũng nói luôn cho các bác, để các bác nào có nhu cầu mua thì sử dụng cho đúng mục đích. Đây là những chiếc điều hòa một cục và nó là gọi là điều hòa cửa sổ của nội địa Nhật Bản các bác nhé. Muốn dùng trong phòng kín này chúng ta phải có cái không gian để thoát nóng cho nó. Nó thổi khí nóng ở phía sau này. Đây là một cái giải thổi không khí nóng phía sau. Đấy, đây là toàn bộ dàn nóng. Chứ không phải là như các bác cứ nghĩ là cứ mang về đút trong phòng là được đâu. Xin các bác lưu ý khi mua sản phẩm. Đây là toàn bộ hàng đang có tại cửa hàng. Các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Các bác nhớ ấn theo dõi kênh YouTube để cập nhật sản phẩm mới nhất của shop hàng nhập nội địa.